Gia đình Shipper xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay mình cũng lên video hành trình Shipper thực tế mùa của mình đây. Thì cũng để tự động nhận đơn, cũng để code 1 triệu và mở app lên. Thì đơn hàng đầu tiên mình nhận được, sau khi chờ đơn cũng phải gần 15 phút nha. Đơn hàng siêu tốc, công kênh, mức 3, 80kg luôn. Phí ship là 101.000. Đơn hàng không có ấn tiền thu hộ gì cả. Thì mình đã xem coi hàng hóa là gì đây. Ghi là mức 3, 80kg rồi. Chắc là cũng công kênh, cũng bự lắm đây. Nếu các bạn cảm thấy là chở được thì chở nha. Còn nếu quá cao, quá khổ mà chắc chắn công an sẽ để ý bị phạt, thì các bạn nên suy nghĩ lại có nên chở hay không. Đơn vị đồng tiền mà mình gặp nguy hiểm. Rồi, lấy hàng trong kho, không biết là hàng công kênh cỡ nào đây. Rồi đợi em nó giác ra chứ sao vậy. Đặt công kênh mức 380kg mà lấy hàng công ty. Hy vọng là thùng thùng dễ chở đi. Đưa vào cái tủ giường bàn ghế là thôi, bye bye nha. Cái nào vậy? Thùng đó hả? Nặng không? Hàng quá chính là một thùng gà đông lạnh nha mọi người. Nó nặng khoảng 40kg đó. Tiền ship là shop trả trước luôn nè. Nói chung thì cứ đi giao hàng thôi. Cộng cạnh mức 380kg như vậy là giờ đúng mức luôn nha. Nói chung là hàng thùng mình dễ chở, các bạn có ba gà thì chở rất đơn giản. Rồi, bấm xác nhận đã lấy hàng. Lên đường đi giao thôi. Công ty cửa hàng kho đàng hoàng mà, đâu có ấn tiền gì đâu. Lên đơn, có đơn là mừng rồi. Hàng quá mức 3 như thế này là ok nha. Một thùng cũng không có tới lưng của mình. Dễ cột, dễ chở, cứ thế mà chạy thôi. Có nhiều bạn bình luận hỏi mình rằng không có ba ga, có chở hàng cồng kềnh được không anh? Thì nếu các bạn gặp phải mức 140kg thì tới nơi các bạn xem coi hàng quá như thế nào, mình có thể chở bằng cách là để sau lưng và cột lại dây được không? Dây ràng bình thường là được rồi. Nếu là một thùng thì đơn giản nha. Còn nếu mà các bạn gặp phải những khách hàng đặt hàng công kênh mà đưa hàng ra là tủ giường, bàn ghế, thậm chí là những cái gì đó mà nó công kênh quá cao mà không có ba ga nữa thì rất là khó khăn. Ngay cả mình có ba ga đi nữa mình còn rất là sợ ngại những trường hợp đó nha mọi người. Rồi, chạy nửa tiếng đồng hồ rồi cũng tới nơi giao hàng rồi nè. Đây cũng là một tiệm bán ga, nhưng mà là cái tiệm nha mọi người. Bây giờ cứ đơn giản là kêu em ra phụ thôi, chứ khi em nổi rồi. Rồi, giao hàng xong. Rồi, cũng xong rồi. Xong đơn hàng mức 3, công kênh 101 tiền ship. Bây giờ thì đợi đơn hàng mới thôi. Hy vọng là không đợi quá lâu nha. Ở đây khu trung tâm rồi đó. Cũng đứng đợi đơn khoảng 15 phút thì tự động nhận đơn, rang mình một đơn hàng siêu tốc, phí ship là 88.000, tiền ấn là 405. Và đặc biệt nhất là đơn siêu tốc này giao tới 3 điểm lần mọi người. Thì tới nơi xem có hàng quá là gì. Nói chung thì có ấn tiền thì mình kiểm tra hàng quá coi nó có đúng cái gì không. Vài trăm ngàn thì cũng đỡ một chút, chứ vài triệu là kiểm tra kỹ nha. Dù mình ít tiền đó mọi người, lâu rồi mình chưa có ấn tiền cao. Rồi tới nơi rồi nè, bây giờ mình sẽ hỏi thôi, giao hàng gì đây. Xin bơ không vậy? Và hàng hóa chính là ba bịch trái cây, ấn 405.000, phí ship là 88.000, người gửi sẽ là người trả trước luôn. Thì ba bịch trái cây này, một bịch khoảng 150.3, cũng như là có bịch thì 200.000, bịch nào cũng thu tiền cả. Đối với những đơn hàng mà có ấn tiền trước thì mọi người có thể gọi điện thoại trước cho người nhận để đảm bảo rằng họ có ở nhà đợi mình hoặc là tới nơi giao hàng thành công nha. Chứ nhiều khi các bạn không gọi trước tới nơi giao hàng thất bại mà giao xa thì các bạn phải quay về trả hàng, vừa phiền phức vừa rắc rối mà còn chụp hình tùm lum tùm la nữa. Giao trái cây á mọi người có thể thất bại thì trả hàng được, còn giao hải sản hay đồ tươi sống nha mọi người mà giao hàng quá lâu đồ tươi sống hải sản bị ảnh hưởng trả hàng rất là khó khăn, nên các bạn hãy hạn chế nhận những đơn hàng mà hải sản tươi sống hay là thịt tươi gì đó. Mọi người nhớ gọi trước cho người nhận rồi đứng ở đó xác minh với lại shop luôn, nếu tôi giao thất bại tôi có được quay lại trả hàng hay không, bởi vì hàng hải sản này quay lại là lỡ đi xa quá nó bị hư rồi sao.
mình giao sản xuất mấy lần rồi mọi người, hầu như lúc nào mình gọi trước cho người nhận đảm bảo ok hết trơn rồi mới dám lấy hàng đi giao. Còn cái này trái cây thì nó vẫn còn tươi, nó không có đến nỗi mà bị chết hay là bị héo úa gì hết. Rồi mình tới nơi giao hàng rồi nè. Dành cho 55 ngàn. Rồi cảm ơn chị. Có một vài bạn bình luận nói rằng những đơn hàng này có ứng tiền như vậy, lỡ bị bơm thì sao anh? Bên Ráp thường xuyên bị bơm như thế này luôn. Thì bị bơm hàng là có nghĩa là người nhận không mua, hoặc là cố tình đặt hàng rồi không nhận hàng, gọi là bơm hàng. Thì trường hợp này ở bên Hà Mô cũng diễn ra. Tuy nhiên nếu chúng ta gọi điện thoại trước cho người nhận, đảm bảo rằng có mua hàng và xác minh với shop nếu giao hàng thất bại thì quay về trả hàng được hay không, thì đó chính là cách tốt nhất. Nhưng đa số là shop cửa hàng đàng hoàng thì chúng ta quay lại trả hàng, họ vẫn nhận nha. Nói chung thì mất công, mất thời gian quay về thôi. Cái cây đúng không em? Dăm 2. Chú sữa không? Đây. Rồi, xong. Rồi, ok em. 120.000 đã xong. Một trăm sáu á chị. Rồi. Rồi. Một sáu rồi. Cảm ơn chị. Dạ đủ chị ha. Dạ rồi. Cảm ơn chị. Và đơn hàng tiếp theo là một đơn siêu tốc, cũng là cồng kềnh luôn, mất một. Phí ship là 73 ngàn, cũng không có ấn tiền thu hộ gì cả. Tại nơi thì mình gọi cho người nhận và xem coi hàng quá là gì đây. Cứ thấy hàng cồng kềnh là mình cũng hơi khớp khớp sợ sợ mọi người. Không biết là hàng nó cồng kềnh cỡ nào luôn á, mất 140 kg thôi. Đi cắt lợi vậy cô, nhà bè đúng không? Từ xe ai trả vậy cô? Dạ. Dạ có. Cái ghế nè hả? Ừ. Hàng hóa chính là cái ghế dựa thế này. Mình ép phần nệm xuống và mình cột lại, nó dựa y cái y của mình luôn. Nói chung là cái ba ga của mình mất 140 kg, nó cũng nhẹ thôi. Và khách hàng là người trả tiền ship trước 80 ngàn luôn nha mọi người. Thì cái ghế này nè, mình cột lại cũng khá là chạy, đơn giản thôi, nó cũng nhẹ thôi mọi người ơi. Nói chung thì họ đặt cồng kềnh như thế này cũng ok, cũng hợp lệ, không đến nỗi quá cao. Cột được nha. Đối với các những khách hàng mà đặt mức 1 cồng kềnh 40 kg á, thì thường thường họ biết rõ là cồng kềnh, họ mới đặt cồng kềnh. Tuy nhiên những khách hàng họ tính toán quá, mặc dù cái đơn hàng rất là cồng kềnh, thậm chí là cao to luôn, mà đặt mức 1 40 kg, tài xế chỉ được có thêm có 10 ngàn thôi mọi người. Nói chung thì tùy cơ ứng biến nha mọi người nha. Nếu cảm thấy đơn hàng này nó cồng kềnh quá thì mọi người cứ tới thẳng với khách hàng coi có hỗ trợ được thêm phần nào hay không. Rồi đơn hàng này mình chạy gần 40 phút mới tới nha mọi người. Quận nhất nó kẹt xe khủng khiếp luôn. Rồi giờ đơn giản tới nơi, mình gọi cho người nhận ra lấy hàng và giao hàng thôi. Phí ship 73 ngàn, người nhận người gửi đã giải trước cho mình 80, qua mùa mùa rồi, đơn giản. Dạ xong, cảm ơn. Rồi đã giao hàng xong. Chà, ở nhà bè này mà kiếm đơn hàng mới chắc hơi quải à. Sắp đến Tết rồi, chỉ còn đúng khoảng chừng 25 ngày nữa thôi là tới Tết rồi mọi người. Mọi người có nôn Tết không? Mình là một shipper, chạy theo từng đơn hàng, đâu có lãnh lương tháng hay là có thưởng gì đâu. Nên đối với mình, cái Tết là một sự lo lắng. Bởi vì chạy shipper là kiếm tiền từng ngày, nghỉ một ngày thì là mất xã hội. Rồi lúc Tết lúc đó phải nghỉ từ 5 đến 7 ngày là không có thu nhập nè. Rồi chuẩn bị mọi thứ gia đình nữa. Nói chung thì là shipper thì chúng ta phải cố gắng chạy từng đơn hàng rồi kiếm tiền để dành. Và tiền để dành đó chính là tiền để xài Tết đó mọi người ơi. Mặc dù sự tự do, sự thoải mái luôn có, nhưng đến Tết, đến lễ mình rất lo lắng. Thôi bây giờ có đơn hàng rồi nè. Đơn siêu tốc giao 2 điểm, phí ship là 88 ngàn, ấn tiền hàng là 270. Chà có ấn tiền nha, nhưng mà 200 mấy chắc không sao đâu. Đến nơi mình xem coi hàng quá là gì đây. Shipper lấy hàng anh ơi. Ủa? Hàng quá chính là hai cái tấm lót sàn như thế này. Nói chung là nó dài thôi, chứ nó nhẹ chứ nó không có nặng. Dài nha mọi người. Nói chung thì ai có ba ga chở thì ok, không có thì để vài chạy một tay. Lẽ ra hàng này phải cồng kềnh nè.
nhưng mà hàng cũng nhẹ thôi. Rồi lên đường, có đơn đi về lại Phú Nhuận ăn cơm rồi, hy vọng là kịp giờ ăn cơm. Chắc có lẽ mọi người thắc mắc là mình tại sao lại không kêu shop hỗ trợ thêm tiền cồng kềnh không? Bởi vì nếu mình kêu khách hỗ trợ, khách có thể phản ánh và khiếu nại lên app AMU là mình xin thêm tiền đó mọi người. Nếu khách hàng nó biết điều, mình than thở, tự giác cho tiền mình thì không sao, chứ mình xin thêm tiền là bị khiếu nại đó nha. Rồi, đã ra một điểm rồi mọi người ơi. Thu tiền code là 270 nha. Nói chung ấn code cửa hàng đàng hoàng thì dễ thu tiền lắm. Tiếp tục ra hàng quận 3 thôi. Chắc mọi người coi video nghĩ rằng app mình rèn đơn liên tục, nhưng thực sự lúc mình ế đơn, lúc mình chờ đơn, mình không có quay phim, lấy điện thoại ra mình chơi Facebook, mình lướt YouTube cho nó qua thời gian, và đơn hàng rang thì mình chạy. Nhiều khi mình ngồi mình chơi quá lâu thấy là không có hàng luôn, là mình sẽ chạy qua khu vực khác ngay. Biết chỗ đó ế đơn rồi, đợi đơn chi nữa. Rồi, đợi một xíu con. Rồi, tới nơi giao hàng rồi, bây giờ mình sẽ giao hàng như xong. Xong cái đơn từ An Lạc về quận 3 nha, vét vô thôi. Sau khi nghỉ ngơi, ăn trưa xong, mình lại mở app lên để tự động nhận đơn. Đơn rang thì mình tới lấy hàng thôi. Một đơn siêu tốc cồng kềnh mất 140kg, phí ship là 62.000. Hàng hóa chính là đồ ăn, bỏ vô thùng giấy của shop đưa cho mình giao. Phí ship là 62.000, shop là người trả trước luôn. Cứ thế mà đi giao thôi. Nói chung thì hàng hóa đã xong rồi, đơn hàng này không cần gọi trước luôn. Bởi vì cái anh này nói rằng hàng này là người ta đang đợi để được ăn đó em, em giao càng sớm càng tốt cho anh. Thế là lại chạy được một nhất nữa, lại kẹt xe, lại đèn đỏ. Làm shipper mọi người phải đối diện với chuyện này là chuyện thường tình nha. Kẹt xe và đèn đỏ, đường đông là chuyện bình thường. Tuy nhiên vào những cái giờ dứt thời gian kẹt xe thì mọi người nên hạn chế chạy ship đi. Nhất là lúc 5 giờ ở Sài Gòn hay là ở Hà Nội cũng đều kẹt kinh khủng khiếp. Kinh nghiệm mà mình muốn chia sẻ với các bạn shipper khi giao hàng ở quận nhất các tòa nhà cao tầng, thì chúng ta sẽ gọi điện thoại trước cho người nhận mà khoảng cách từ một cái ngã tư thôi. Các bạn hãy gọi liền đi, bởi vì đến nơi đợi thang máy xuống lấy hàng vừa lâu, các bạn phải quạo đó, nắng lắm. Mình đợi gần 15 phút hơn luôn, bên người nhận mới xuống nha mọi người. Thậm chí xuống đến nơi nhận giùm mà còn khó chịu nữa. Thôi thì cứ giao hàng cho xong thôi, chứ nóng tính làm gì. Xong rồi. Và khi giao hàng xong đơn hàng ở quận nhất đó, mình tưởng rằng không có đơn rồi, bởi vì ở trung tâm Sài Gòn, mặc dù vậy nhưng vẫn ít đơn lắm mọi người. Nhiều khi đứng cả buổi trời không có đơn, phải di chuyển quận khác thôi. Mà tự động nhận đơn đã rang mình một đơn hàng rồi, một đơn từ quận nhất giao về Tân Tạo Bình Tân, phí ship là 77.000. Tại nơi đây là chợ Tô Đức Đạm nè, một cái chợ quá trời đông luôn, không biết là hàng quá như thế nào đây. Thậm chí kiếm cái chỗ đậu xe thôi cũng khó nữa mọi người, bởi vì đậu trước cửa hàng không đúng cái người đặt đơn, bị nói này nói kia. Trời ơi mệt lắm, dân Sài Gòn đậu trước quán ế đã thừa. Ủa bao đơn vậy thôi hả? Ném nhiều không? Ship bao giờ? Dạ ship rồi. Bên trả luôn hả? Bên trả. Ở đó chung cư đúng không? Dạ giao gì để được gọi khách báo cái. Dạ nói là này là giao giấy tờ. Giấy tờ thôi. Ok. Hàng hóa chính là một tờ giấy hóa đơn siêu mỏng siêu nhẹ, thậm chí mình bây giờ bỏ vô cặp mình thì sợ nó nhăn nó gập, bỏ vô túi giữ nhiệt thì sợ nó bay, nó nhẹ quá mà. Thôi bây giờ thì mình giao hàng thôi. Đơn hàng này có cần gọi cho người nhận không? Chắc cũng phải gọi thôi, bởi vì đơn hàng đi khá xa nha mọi người, tới 15 cây số lận, phí ship là 77.000. Người nhận sẽ là người thanh toán cho mình chứ không phải là người gửi nha. Rồi chạy gần nửa tiếng đồng hồ tới nơi rồi nè. Đến nơi giao hàng, người nhận kêu mình cầm cái tờ hóa đơn này để chung với những đống hàng khác. Chà, mình cũng hơi lo nha. Thôi sẵn thì mình vừa quay YouTube, mình vừa quay clip lại là mình chứng minh là mình đã bỏ đúng chỗ rồi. Tiền ship 77.000, người nhận sẽ là chuyển khoản cho mình thôi. Mọi người thấy thực tế shipper có ngon hay không? Lúc ế lúc đắt mọi người ơi. Nhiều khi xong đơn hàng 100 mấy rồi lại không có đơn hàng, phải di chuyển qua khu vực khác nữa. Ngày hôm nay mình chạy được tổng cộng là 735.000 cho 8 tiếng chạy xe. Nói chung 8 tiếng vậy thôi chứ cũng gần 9-10 tiếng luôn đó. Từ sáng đến chiều, từ 8 giờ sáng, bây giờ là 5 giờ chiều. Mình sẽ về nhà đón con gái, mình trễ giờ đón con gì nữa, chắc cho vợ mình đón luôn. Nhưng mình cũng mệt rồi, mình chạy về nhà nghỉ ngơi thôi. Nói chung thì chạy shipper, ngày nào có đơn là vui ngày đó thôi. Còn lúc ế đơn thì buồn là nản lắm mọi người. Giờ này thấy ít quay phim rồi đó.
thôi thực tế đi nha. Chào mọi người, hẹn gặp lại nha.